Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Long Nguyên Chắc. Và trước mắt quý vị, đây chính là nhà máy TMT Cửu Long ở Hưng Yên. Và cái khu công nghiệp Phú Nối Hưng Yên này thì tập trung rất nhiều hãng xe sản xuất. Và TMT là một nhà máy điển hình. Và phía bên cạnh kia còn có nhà máy Trường Giang nữa. Và ngày hôm nay thì công ty chúng tôi đã xuống đây để mà nhận chiếc xe hổ vồ 4 chân thùng đúc. Đó, quý vị có thể quan sát đây, chiếc xe thùng đúc vát. Và chắc hẳn quý vị thì không lạ lẫm gì với chiếc xe này thì đúng không ạ? Nhưng hiện tại thì nhà máy đã sản xuất ra cái phiên bản thùng đúc để phù hợp với những cái nhu cầu đặc trưng của từng khu vực sử dụng. Thì với chiếc xe này, cái kích thước thùng nó sẽ có một chút thay đổi so với xe thùng nan. Đó chính là cái chiều dài lọt lòng nó sẽ ngắn hơn 10 phân, là còn 6m4. Còn đối với xe thùng nan là 6m5. Thì đó là một chút thay đổi. Và cái thay đổi thứ hai đó là cái độ dày của thành thùng, đáy thùng. Thì đối với xe thùng nan nó là đáy 10/8, thì đối với chiếc xe này nó chỉ là 4 và 3 ly thôi. Xin mời anh lái xe có thể lên nâng ben lên để quý vị có thể quan sát được phía dưới lòng thùng, xem chiếc xe này có gì đặc biệt không. Đấy, về ngoại hình thì chiếc xe thùng đúc này sẽ không có khác biệt nhiều so với chiếc xe thùng nan. Đều không có khác biệt nhiều. Đây quý vị có thể quan sát. Xe vẫn sử dụng hệ thống lốp 12 và sử dụng cầu dầu. Đó. Đây, phía dưới nan thùng. Phía dưới gầm thùng thì quý vị có thể quan sát. Hệ thống nan thùng nó sẽ mỏng hơn. Nó sẽ thưa hơn so với là thùng nan. Nếu như quý vị đã từng xem clip con 4 chân thùng nan đợt trước thì quý vị sẽ thấy cái hệ thống nan thùng đằng sau này nó đan rất là dày đặc. Còn đối với chiếc xe này thì nó chỉ làm vừa đủ thôi. Vâng, và quý vị có thể quan sát được là cái thùng, cái trong lòng thùng nó có hình kiểu bán nguyệt như thế này. Chứ nó không vát một chút ở góc giống như là thùng nan. Thì đối với chiếc thùng này nó sẽ khi mà chúng ta chút hàng nó có độ trôi là tốt hơn, nó giảm ma sát ở giữa các cái góc cạnh này, thì thích hợp cho chúng ta vận chuyển những cái mặt vật liệu mà nó có sự kết dính giống như là đất. Vâng, và vừa rồi quý vị vừa chiêm ngưỡng qua chiếc xe hổ vồ 4 chân thùng đúc được nhập khẩu và phân phối bởi tập đoàn Sinochắc Việt Nam. Và hiện tại chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên được chúng tôi lấy ra khỏi nhà máy. Đây, rất là nóng hổi luôn. Quý vị có thể quan sát, đây là nơi nhà máy TMT Cửu Long
được xây dựng ở đây. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi clip này. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ cho công ty chúng tôi theo số 0986 388 885. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.